Xin chào anh em. Trên tay tôi là cái máy khoan rút lõi bê tông cầm tay của hãng Đông Trang có mã DZZ90. Nó có công suất 1.350W và khoan được mũi tối đa là 90 mm. Đây là một con máy khoan chuyên dụng để anh em điều hòa khoét lỗ tường. Hiện tại tôi đang lắp cho nó một cái ống dẫn hướng để có thể lắp vào cái chân định tâm này. Cái chân định tâm này để anh em lắp trên tường với cái mục đích đó là giảm độ nguy hiểm khi anh em khoan vấp và nó sẽ làm anh em khoan tường nhàn hơn. Với cái giá bán ra ngoài thị trường là 150.000 thì tôi cũng chưa biết là liệu cái này nó có hiệu quả hay không. Và thực sự thì tôi cũng đang rất muốn test thử nó để xem thực hư như thế nào. Anh em hãy cùng theo dõi video để biết được cái chân này liệu nó có sử dụng hiệu quả hay không và nó có phù hợp với công việc của anh em hay không nhá. Như anh em xem video thì cũng có thể thấy được là khi chúng tôi bắt đầu khoan thì cái mũi khoan và máy nó sẽ vẫn rung, cả cái chân này nó cũng rung nữa. Có nghĩa là cái chân này nó cũng sẽ chỉ hỗ trợ anh em một phần và nó không thể nào mà cố định cái máy 100% được. Thế nên là cái việc khoan này vẫn phụ thuộc vào cái kỹ năng khoan của anh em làm điều hòa. Còn khi mà anh em đã khoan được một lỗ nó sâu khoảng 1 đến 2 phân rồi thì lúc đó khoan rất là dễ, anh em chỉ cần đẩy nó vào thôi là nó sẽ rất là ok và tôi thấy là nó cũng khá là an toàn. Tuy nhiên nó có một cái điểm yếu nữa đó là khoan nó sẽ vẫn bị bụi khi anh em khoan khô. Nó sẽ không có cái hệ thống cao su để bọc phía bên ngoài chống bụi. Do đó khi anh em sử dụng cái này thì anh em phải tự chế lấy một cái bộ trục cao su vào đây. Có thể là cắt một tấm cao su và cắt cho nó mấy đường vào đây để anh em có thể chống bụi được. Cái đấy thì khá là dễ thôi. Và vấn đề thứ hai là khi anh em muốn cố định cái chân này trên tường thì anh em bắt buộc phải khoan vào tường để bắt nở rồi sau đó mới bắt được cái chân này. Do đó khi anh em khoan lỗ điều hòa xong và rút cái chân cố định này ra thì trên tường nó sẽ có một cái lỗ khoan con nở đó. Do vậy là nó sẽ là một cái điểm trừ về tính thẩm mỹ khi anh em lắp cái điều hòa. Không biết anh em nghĩ sao về cái chân cố định cho máy khoan rút lõi cầm tay này? Xin cho tôi ý kiến của mình ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.